cái hồi nào biết 155 mấy lần hết rung ra đầu với nhà xe luôn. Thường cái nồi zin á ông nhận lên tới đây là đứng nè, đúng không? Làm xong rồi nó lún qua luôn, đã thấy không? Nó vượt qua luôn á. Rồi để dắt xe ra để thử. Em yêu cầu thầy mình á. Coi dời xe cho chạy thử thôi. Nó vario một cặp luôn. SH Việt 3 đủ hết. Người có nhu cầu liên hệ mình qua địa chỉ với số điện thoại ở đây nha. Mình làm nồi là nhẹ xe hết rung ra đầu, tiết kiệm xăng, mở hết tua máy luôn. Rồi, ok anh em đã xem tin ha.